Như vậy là các bạn đã học cái khái niệm về drop và stay rồi. Các bạn biết cái cách để các bạn truyền cái thông tin từ component này qua component khác thông qua cái drop rồi. Nhưng mà sẽ có một vài cái tình huống mình có nhu cầu mình cập nhật từ cái component này, mình yêu cầu cập nhật ở một cái component khác. Thì khi đó các bạn ví dụ như là mình từ cái component số 1 mình yêu cầu cập nhật cái component con số 5 đi chẳng hạn. Thì để làm được cái chuyện đó các bạn phải đi qua từng cấp một. Là từ cái thằng con thứ nhất các bạn phải gửi qua thằng con thứ hai, thằng con thứ hai qua con thứ ba nó gửi vào thứ tư nó mới gửi vào con thứ năm thì nó mới yêu cầu nó cập nhật được. Như vậy là các bạn thấy là nếu mà sử dụng cái React mà mình truyền kiểu mà nhiều cấp con như vậy để cập nhật một component á, thì rõ ràng nó rất là phức tạp, mình truyền qua rất là nhiều cấp. Thì ở trong React nó cung cấp mặc định cho mình một cái khái niệm, nó gọi là khái niệm context. Context. Như vậy là cái khái niệm context này làm gì các bạn? Nó giúp cho mình dễ dàng trong cái việc truyền dữ liệu giữa các ứng dụng, cũng như là thầy có thể cung cấp một cái cách thức để nó thực hiện nó cập nhật state từ component này với một component khác. Thì các bạn hình dung là cái context này nè, nó giống như một cái biến toàn cục vậy. Nó cung cấp một cái vùng toàn cục để cho tất cả các component được phép truy cập vào để mà xử lý. Thì đây chính là một cái giải pháp đầu tiên trước khi mà mình đề cập tới cái Redux các bạn. Thì đây là giải pháp của cái React, nó cung cấp một cái vùng giống như một cái vùng toàn cục vậy để cho tất cả các component nó có thể truy cập vào để nó truyền một cái dữ liệu từ component này qua một cái component khác bất kỳ. Còn nếu mà mình nói về drop state bình thường thôi là các bạn phải truyền phân cấp thằng này vô thằng kia, thằng con kia vô thằng con kia nữa nó mới tới từng cấp một. Như vậy là ở đây bước 1 mình sẽ tiếp cận với cái khái niệm là context trước các bạn. Context trước ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái context này để mà mình truyền dữ liệu từ component này qua component khác. Và thông qua cái context này thầy sẽ làm cho các bạn xem về cái tính năng logging chứng thực của người dùng trong cái React. Thì trước tiên mình làm một cái demo nhỏ trước cái đã. Thầy lấy ví dụ như thế này. Đây là cái cách dùng cơ bản nhất của cái context. Tức là các bạn muốn tạo ra một cái biến context thì các bạn dùng cái phương thức là create context. Thấy chưa? Create context. Như vậy là để create context thì các bạn mới cung cấp cho nó một cái dữ liệu như thế này. Đây, cái biến này ha. Ví dụ này. Như vậy là các bạn có một cái lấy cái biến này ra, cái biến này nè, nó gọi là text context provider. Thì ở đây các bạn được phép cung cấp cái giá trị cho nó. Cái giá trị này có thể là một giá trị đơn hoặc là một object cũng được. Được chưa? Thì khi đó những cái component trong phạm vi con này nè các bạn, ở trong phạm vi này nè, ở dưới này của nó, trong cái ngữ cảnh này, thì nó có thể truy cập vào cái giá trị này ở bất kỳ chỗ nào, ở trong cái phạm vi của những cái thằng con của nó. Ví dụ ở đây thầy có một cái thằng con của nó là một cái thằng demo app. Demo app. Thì khi đó trong thằng demo app các bạn muốn sử dụng cái giá trị được thằng cái context này nó cung cấp thì các bạn sẽ dùng một cái thẻ đặc biệt, nó gọi là context consumer. Tức là mình tạm dịch là cái người tiêu thụ, cái này là nhà cung cấp, cái này là giống như một cái khách hàng tiêu thụ vậy. Thì lấy cái value này ra, thì cái value này là nó được cung cấp từ một cái context toàn cục. Ví dụ như các bạn muốn là dữ liệu này nè, nó cung cấp cho tất cả các component đều được sử dụng hết trong nguyên hệ thống của mình. Thì trong cái ví dụ như cái biến app của mình đó, là mình hôm bữa là mình dùng gì đây, ví dụ cái app của mình đây nè. Mình có cái app. App ở đây là mình chứa tất cả cái chỗ mà mình chuyển qua component gì đó là mình làm ngay cái chỗ này. Được chưa? Thì lúc đó các bạn sẽ đặt cái context bọc hết tất cả cái này lại. Thì khi đó mỗi cái component trong đây nó đều truy cập được vào context. Được chưa các bạn? Như vậy là ở đây mình sẽ thông qua cái context này mình sẽ làm một cái tính năng là cái tính năng logging vào cái hệ thống. Bởi vì cái trạng thái logging là thầy muốn gửi qua cho tất cả cái component nó biết chẳng hạn, thì mình có thể làm được như vậy. Như vậy là đây là cái cách thức mà thầy cho các bạn thấy được cái việc mà gửi thông tin bằng cái context. Như vậy là các bạn có thể tạo ra một cái component rồi mình create một context thôi. Thì bây giờ cái này cho thầy mẫu cho các bạn coi như thế này. Mình tạo ra một cái component như thế này. Ví dụ như thầy nói là demo 1 đi ha. Demo 1.gs. Rồi. Thì tạm thời mình dùng class ha, import React room React. Rồi, thầy class thầy đặt tên là parent. Parent đi ha, thầy extend. Extend cái React component.
Rồi, thì trong đây đơn giản thầy làm vậy thôi. Cái này thầy export luôn. Rồi, thầy đơn giản thầy làm vậy. Thầy return. Được chưa? Return. Thì lúc này thầy tạo ra một cái biến context. À, thầy let context. Cái này dùng constant luôn cũng được. À, các bạn có một cái biến, ví dụ như thầy nói là demo context đi. Được chưa? Thì các bạn dùng là react.create context. Như thế này. Rồi, như vậy là cái biến này các bạn export ra luôn. Để cho mấy thằng con nó import vô nó sử dụng các bạn. Được chưa? Thì ở đây đơn thầy truyền đơn giản như này thôi. À, ví dụ như thầy có là cái demo context, thầy return về demo context chấm provider. Đó. Thì ở trong đây thầy sẽ tạo một cái demo 2 là con nhé. À, demo 2.js. Rồi, thì con tạm thời để đây. À, thầy có là cũng là import react from react. Rồi, thầy class à, ví dụ như là children. Child, ha, thầy extend cái React component. Rồi, như vậy là thầy cũng export luôn. Export default. Thấy chưa? Như vậy là trong đây đơn giản là thầy lấy cái thằng đó thầy sử dụng thôi các bạn. À, như vậy là thầy sẽ return à, render chứ, render. Rồi, mình return về. Rồi, đơn giản là thầy lấy gì? Demo context. Đây các bạn. Được chưa? Đó, nó sẽ import vô. Cái này chấm consumer. Rồi, các bạn để đây. Đây là cách dùng dạng thứ nhất nha các bạn. Dùng thứ nhất là mình dùng thẻ. Còn lát nữa thầy sẽ dùng cho các bạn bằng bằng một số cái hàm mà nó cung cấp sẵn. À, như vậy là mình quay lại đây một chút. Chứ trong đây thì mình để thằng con của nó được phép truy cập vào context là thằng child. Chạy. Rồi, cái này bỏ này nha. Cái chai này các bạn import vô. Từ cái thằng demo 2 lưu lại cái đó. Rồi, mình import nó vô đây. À, như vậy là mình có thằng child. Thì trong đây các bạn có thể cung cấp cho nó là value đi. Value ví dụ như thầy nói là subject from parent. Được chưa? À, như vậy là cái thông tin này nè các bạn, nó sẽ truyền cho tất cả những thằng con nào trong phạm vi này. À, nó được phép truy cập. Và cái cú pháp để các bạn lấy là các bạn biết trong cái thằng consumer. Thì các bạn cứ để vậy thôi. Lấy cái value của nó đây. Được chưa? Như vậy là ở đây thầy sẽ làm như thế này. Thì ngay cái dùng vùng consumer này, các bạn mở hai cái mọc ra, mình có một cái around function value. Rồi các bạn muốn đặt cái thẻ gì các bạn đặt, là các bạn được phép truy cập vào cái thằng value đó. Được chưa? Như vậy là tất cả những cái thông tin các bạn được phép truyền vô đây để các bạn gọi rất là thoải mái. Thì bây giờ ví dụ như thầy sửa lại cái thằng app của thầy một chút, là thầy cho chạy cái thằng index chứ. Rồi, ở đây thầy thay thế bằng cái parent để thầy chạy. Rồi, thì lúc này các bạn sẽ chạy thử lại cái trang demo như thế này. Cái parent của mình là lấy từ cái demo 1 ha. Như vậy là các bạn import cái demo 1. Vậy là import. Rồi, thì các bạn chạy cái server lên đã. Đây, thì các bạn sẽ cái kết quả của nó sẽ như thế này. Tức là nó truyền được cái giá trị từ cái parent tới cái thằng children.